Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tập sống khiêm tốn và nhìn lại chính mình. Đức khiêm tốn là một đức hạnh không làm khổ mình, khổ người, luôn mang niềm vui, hạnh phúc đến cho chính mình và mọi người, giúp tâm hồn luôn thanh thản, an vui và vô sự. Đức khiêm tốn thường thể hiện qua từng hành động, lời nói và suy nghĩ không khoe khoang, không nói. Những gì mình biết với tự ngã, mình giỏi, nấu ăn giỏi, chuyên môn, vân vân. Những gì mình có, của cải, sự giàu sang, từ cái nhà, chiếc xe, quần áo bôi đen nhất, thức ăn ngon, vật dụng điện tử mới nhất, vân vân. Những gì mình đã đạt được, đã làm được, đã ngộ, đã chứng, học xong bằng tiến sĩ, vân vân. Những quan hệ của mình với những người có danh, có thế lực, nổi tiếng, giàu sang hay có đức trọng, vân vân. Về cái đẹp, cái thông minh, sự giàu sang, sự hiểu biết hay học thức, cái tài, gia đình, dòng họ, dân tộc, đất nước của mình, không thổi phồng hoặc tự đánh giá cao về mình. Ngoài ra, những người khiêm tốn biết tu tập phải nhớ không tham gia vào những trò thi đấu hơn thua, tranh tài, không tham gia vào những nơi đông đúc, ồn não, mà chỉ thích sống yên tĩnh, trầm lặng tư duy về cuộc sống thiện ác để tránh xa điều ác, tăng trưởng điều thiện. Tránh xa những người giàu có cao ngạo, có thế lực, có uy quyền, vân vân. Làm việc gì cũng không cần ai khen, chỉ biết làm tốt, làm cho xong việc và rất cẩn thận. Làm theo ý kiến, yêu cầu, đề nghị của người khác để người vui, mình vui. Không bao giờ làm theo ý mình, cho ý mình là hay, là đúng nhất, vân vân. Luôn thưa hỏi người có trí đức trước khi làm việc gì mà không tự ý làm theo ý của mình. Ai nói gì, khen hay chê, nói tốt hay xấu, nói về người khác, thì người khiêm tốn đều im lặng, không bình luận đúng sai, phải trái. Không nhiều chuyện phân tích chuyện của người, chuyện đời, chuyện kinh tế, chính trị của xã hội, vân vân. Không tự đề cao ý kiến của mình. Ăn mặc giản dị, gọn gàng, sạch sẽ, kín đáo. Sống đơn giản, không cầu kỳ, phô trương, ta cũng có thứ này thứ nọ như mọi người. Không chạy theo vật chất thế gian, không chạy theo cách sống của người khác. Sống rất thiểu dục tri túc, không ăn xài phung phí, biết suy nghĩ tính toán, tư duy kỹ trước khi làm điều gì. Biết lắng nghe người khác, không chú trọng cái tôi mà biết quan tâm đến người khác. Luôn không ngừng học hỏi những cái hay của mọi người xung quanh, chứ không bó chặt vào những gì mình biết. Luôn thấy lỗi mình, không nhìn lỗi người. Luôn sống cung kính và tôn trọng mọi người, dù là một em bé, người nhỏ tuổi, người nghèo hèn, người hầu, người không quen biết, phụ nữ, người tàn tật, người tội phạm, người bị xã hội ruồng bỏ. Luôn nhường nhịn, nhún nhường người khác, như nhường cho người khác làm trước, nói trước, đứng trước, nằm trước, ăn trước, nghỉ trước, ngồi trước. Nhường nhịn những gì ngon nhất, đẹp nhất, hay nhất, tốt nhất, tiện nhất, phù hợp nhất, vân vân, cho người. Luôn mong mọi người chỉ lỗi cho, chỉ chỗ sai, chỉ cái xấu của mình để sửa đổi thành tốt hơn. Luôn tự đánh giá về những gì mình làm là chưa hoàn hảo, chưa toàn diện, chưa đủ, chưa chất lượng, chưa tốt. Do vậy mà luôn muốn lắng nghe mọi người góp ý kiến sửa đổi để tốt hơn. Khi thưa hỏi thì dùng danh từ lịch sự như kính thưa, không so sánh mình với bất kỳ ai, hơn kém hay bằng người. Người khiêm tốn sống để phục vụ người, mang lợi ích đến cho người, chứ không phải mong rằng sống để người khác phục vụ mình hay nhớ ơn mình. Người khiêm tốn luôn sống ly dục, ly ác pháp. Vì nếu không biết sống ly dục thì sẽ bị ác pháp chi phối. Ác pháp chi phối thì tâm tham sân si mạn nghi đều đầy đủ và lộ ra ngoài. Khiêm tốn thừa nhận sự thiếu khiêm tốn của mình. Tóm lại, khiêm tốn là một đức hạnh diệt ngã xả tâm, giúp cho tâm hồn thanh thản, an lạc và vô sự. Người khiêm tốn sẽ không khoe khoang, không đề cao bản thân, không cần tạo ấn tượng với ai, không tỏ ra mình hơn người khác, không cần lôi kéo sự chú ý của ai về mình, không bao giờ tự mãn về những điều mình có, mình đạt được hay mình biết, mà luôn mở lòng học hỏi, trao dồi từng lời nói, hành động, suy nghĩ và từng cử chỉ nhỏ nhặt,
luôn sống cung kính và tôn trọng mọi người, luôn biết nhún nhường chứ không tranh giành, luôn nhìn thấy lỗi mình, không nhìn lỗi người. Lòng khiêm tốn dễ đưa mọi người đến gần nhau, làm lan tỏa mối thân thiện giữa môi trường làm việc cũng như trong quan hệ bằng hữu, tình yêu, giao tiếp, ngoại giao, vân vân. Người hiểu đạo luôn lấy nền tảng vô ngã làm kim chỉ nam. Đó cũng chính sự thể hiện đức khiêm tốn để đi vào đời. Thực hành đúng đức khiêm tốn thì chúng ta sẽ được an vui và hạnh phúc sẽ trường tồn. Người tự cao thường hay nghĩ rằng, từ xưa tới giờ nói thiệt với bạn nghe, tôi tính toán cái gì là được cái đó, thắng hết. Làm cái gì là thành công tất cả, làm việc gì là được việc đó, không bao giờ thất bại. Nhưng mà cũng có lúc, thầy ơi cứu con với. Lúc đó mới được nhận ra là tại sao và tại sao. Tại vì phước báo của mình chưa đủ, đức hạnh của mình chưa đủ. Người mà có phước đức đầy đủ, họ làm hết tâm lực và thể lực, còn việc thành công sẽ tự đến. Ông bà mình thường nói, làm chơi mà ăn thật. Còn người chưa có đủ phước đức, làm đầu tắt mặt tối luôn, mà kiếm cho no dạ đỡ lòng còn chưa đủ nữa, làm ngày nào ăn ngày đó, có khi phải làm thuê giác mướn cực khổ trăm bề. Chúng ta đang ngồi đây an lạc thanh tịnh như thế này, mà mình có nghĩ đến những người công nhân, họ đang nhổ từng cây cỏ, đang cuốc từng miếng đất, làm một ngày 8 giờ kiếm được 180.000 đồng thôi, $9. Có người đã đi ăn xin đầu đường xó chợ, khổ không? Nhìn những người đó để thấy phước của mình lớn. Được ngồi đây nghe giáo lý thâm sâu của Phật, phải biết trân trọng những gì mình có, chứ không phải tự cao nghĩ rằng những con người đó là người thiếu phước, là những người làm công rồi mặc tình chửi mắng la rầy. Đó là không đúng với phẩm chất của người tu. Mà người tu thấy thế rồi phải cảm thông cho họ, vì kiếp trước họ thiếu tu nên chan rải tình thương cho họ để họ bớt mặc cảm. Có những người đi làm công một ngày được 150.000 đồng, ăn uống tự túc. Quý vị thấy làm sao sống nổi? Thời buổi bây giờ cầm 100.000 đồng ra chợ không biết mua gì. Còn mình thì sao? Cầm điện thoại lên, điện một cái thôi là kiếm 10 triệu đồng dễ như trở bàn tay, là thấy phước báo của mình lớn rồi. Chỉ còn một hướng đi nữa là bảo hòa cái phước đó bằng cách tu tạo phước lành, siêng năng tu học giáo pháp, để cho đời đời kiếp kiếp đừng có sinh vào những nơi cùng khổ, bát nạn, biên địa, luôn gặp chánh pháp tinh tấn tu hành đến ngày thành Phật. Hiện nay ở châu Phi, nhất là ở vùng Bắc Phi, họ muốn lấy một chai nước 5 lít thôi, họ phải đi 3 km trên sa mạc hoang sơ mới tới một ao nước đồng, mà nước đó phải về lóng lại để lấy nước trên mặt nấu cơm và uống, còn phần tặng bùn bỏ đi. Trời nóng chang chang oi bức, giữa trưa gay gắt như vậy, phải đứng xếp hàng để lấy nước từ từ. Chúng ta thấy tình cảnh đó rồi, nghĩ sao? Mình thương không? Mình hạnh phúc chưa? Vui không? Vậy mà chúng ta cứ than khổ hoài. Thầy ơi con khổ quá thầy ơi. Chưa hết, ở châu Phi còn có một nỗi khổ nữa là họ lấy đất sét, loại đất đỏ Bazan, trong đó có 10 phần, thì 6 phần đất và 4 phần cám, rồi trộn với nước, quậy cho nhuyễn ra, rồi họ ép lại thành từng cái bánh. Khi phơi khô xong, lấy nướng đem chia cho mọi người ăn. Ăn đất để sống, quý vị thấy khổ không? Còn mình bây giờ thì sao? Quá sung sướng rồi. Cho nên từ đây về sau, quý thầy Vũ Phật tử đừng than khổ nữa nha. Khi chúng ta tắm một lần thì sao? Mấy trăm lít nước, xả nguyên cái bồn nước cho đầy, rồi vào ngâm cho đã. Bên châu Phi có 3 người tắm chỉ vỏn vẹn 5 lít nước mà thôi. Chúng ta phải thực sự thấy được những hoàn cảnh xung quanh để mình nhìn lại cách ăn ở của chính mình, để hiểu được mình phải làm gì và phải ăn, uống, đi, đứng, nằm, ngồi vân vân như thế nào cho đúng. Hiểu được thông điệp này, nếu chúng ta biết khiêm tốn, tiết kiệm trong mọi hoàn cảnh thì sẽ giúp đỡ được rất nhiều trong tình đồng loại, chứ không phải là mình buông thả, buông lung, mặc tình. Mình bây giờ giàu rồi, ăn uống không hết, kệ người ta, không sao hết, đâu cần thiết. Có nhiều người lúc còn sinh thời
nghe trong tay có hàng trăm tỷ, lúc đó ăn xài xa đọa quá. Mấy người thân khuyên, thôi xài vừa phải thôi, nhưng lại không nghe. Đến 5 năm sau là tiêu tan gia sản hết, phải đi mướn nhà trọ thuê để ở. Có người mới trúng số được 10 tỷ, rồi mua xe hơi 2-3 chiếc, nhà lầu 2-3 cái, vân vân, ở cho thoải mái, đi du lịch khắp nơi, không lo làm ăn để sinh sống. Bạn bè khuyên nhắc thì bảo, chuyện của ai nấy lo đi. Nhưng mà 3 năm sau đó thì lại nghèo hơn lúc khi chưa trúng số được. Có người trở lại đi ăn xin luôn, có không? Khi đi vào phi trường cũng vậy, không chịu xếp hàng. Những người có tư tưởng văn hóa, họ thấy họ lắc đầu, chê bai đủ thứ. Đi vào những nơi chỗ ăn nhanh cũng vậy, chen lấn, họ đến trước mặt kệ, mình cứ chen vào đứng trước họ. Đó là do thiếu hiểu biết về văn hóa khiêm tốn và lịch sự. Khi đó đi qua nước Pháp, phái đoàn có 30 người. Khi tới chỗ toilet công cộng, rửa mặt, vệ sinh xong, đi ra, kiểm lại thấy thiếu một cô. Cả đoàn đi tìm khắp nơi, vì vô tới đó rộng quá, không biết người này đi đâu, chia nhau đi kiếm hoài không được. Cuối cùng nghe trong phòng toilet có tiếng kêu cứu. Khi lên xe, hỏi ra thì mới biết là mỗi khi vô phòng toilet thì bỏ một đồng tiền, không có ai canh giữ hết. Bỏ một đồng xong thì cái cần gạt này nó lăn qua một cái. Cô ta thấy không gian cần gạt rộng, cho nên hai bà ở ngoài tính toán chen vô một lần cho khỏi tốn tiền. Mà một đồng thì cửa toilet nó chỉ mở một lần thôi. Từ đó vào thì hai, mà ra thì chỉ có một. Khi lên xe rồi, cả đoàn đều phê phán, tham tiếc làm chi chỉ có một đồng. Các vị nên lấy kinh nghiệm đi nước ngoài nhé. Rồi khi đi chợ, có một lần thầy đứng sau một vị đó mua đồ. Vừa cầm món hàng lên thôi, chưa biết xuất xứ của nước nào là chê liền. Hàng đâu mà dở xấu dữ, mà chê trước mặt người chủ bán hàng luôn. Quý vị thấy kỳ không? Thiếu lịch sự, thiếu văn hóa giao tiếp. Rồi đi qua gian hàng khác cũng vậy, vừa cầm món hàng lên cũng nói đồ này dở quá, thôi đi qua gian khác mua. Cái này bao nhiêu vậy? Trời ơi, cái này rẻ quá, chắc đồ dởm, thôi đi. Những người sau lưng nhìn vị đó như người ngoài hành tinh mới đến vậy, với một cặp mắt khinh khi xem thường. Có nhiều người đi vô siêu thị, thấy không có ai giám sát hết, lấy cây viết vỏ bỏ túi, rồi vừa đi ra cổng nó kêu tiết tiết, công an ra bắt lại. Rất nhiều trường hợp như vậy đâu đâu cũng có. Chúng ta nhìn cuộc sống như thế để rồi cảm thông cho mọi người, vì những người đó không có hiểu đạo, họ còn tham lam, họ còn si mê, chưa có thấu suốt được vấn đề cuộc sống, cho nên mình phải thương, thông cảm cho họ. Vậy mình phải hiểu được mình phải sống như thế nào cho đúng chưa, nhìn hoàn cảnh để mà học hỏi và sống tốt hơn, không được chê trách ghét họ. Mình nhìn để mình hiểu chính mình và để chỉnh đốn lại hành vi của mình, như thế là đủ. Có những vị tài xế taxi rất dễ thương, lúc ban đêm mình có việc gấp gọi họ đến, bác tài bỏ hết giấc ngủ để đi với mình. 11-12 giờ khuya đi rất cực, quay đồng hồ trên bảng số 95.000 đồng, đưa 100.000 đồng, bắt bác tài thối lại 5.000 đồng cho bằng được. Quý vị có thấy trường hợp đó chưa? Rất không biết điều. Hoặc là đi có 25.000 đồng thôi, 12 giờ khuya người ta chạy tới, chỉ đi có mấy km, đồng hồ chỉ 25.000 đồng, vị khách đưa 30.000 đồng mà chờ thối tiền cho bằng được. Anh taxi nói, sáng sớm chưa có tiền thối chị ơi. Chị bảo, thì lại đằng kia đổi tiền đi, chị chờ. Quý vị thấy đúng hay sai? Có rất nhiều trường hợp như vậy, chứ không phải không có, thật đáng thương. Có những anh taxi tâm sự rất thương. Thầy ơi, bữa đó mùng 1 Tết, 12 giờ khuya rồi, có một người dân gọi cho con, kêu chở một người đi xin nở, mà gọi điện thoại gọi cả chục bác tài khác, không ai dám rước vì sợ xui. Những quan niệm tà kiến mê tín theo cách nhìn của người ta. Nhưng mà anh đó, anh nói, con thấy những trường hợp đó chở đi rồi thì hình lắm thầy ạ. Khi nghe qua tôi rất cảm động, những hành vi đạo đức
của bác tài xế taxi đó. Cho nên là con người phải tập những cách ứng xử cho phù hợp với đạo lý trong cuộc sống. Người có đạo tâm thì đi nơi đâu cũng thấy an lạc, cho dù nghèo một chút cũng chẳng sao. Nội tâm an lạc rồi thì giá trị cuộc sống của mình sẽ thanh cao hơn gấp bội. Nhân quả là một vị quan tòa vô hình mà không ai có thể chạy trốn được. Đức Khổng Tử nói rằng: tri túc chi nhân tuy ngọa địa thượng du nhi an lạc, bất tri túc giả tuy đáo thiên đường diệt bất xứng ý. Người mà biết đủ thì cho dù nằm ngủ trên đất, trên cỏ cũng ngủ ngon và an lạc. Còn người không biết đủ thì cho dù lên cõi trời cũng thấy phiền não và không vừa ý. Có những người chồng đi làm xa về, lên bàn cơm ăn thì gặp cơm lạnh, canh nhạt, khó ăn quá, rồi dằn mâm sáng chén, nhiều khi còn chú bà vợ ra la rầy nữa. Đến khi hỏi lại mới biết vợ mình đi chợ mua đồ ăn về thì bị té xe. Lúc đó khi hiểu chuyện rồi thì còn sân giận nữa không, còn la nữa không. Mình cũng mệt, người ta ở nhà cũng mệt, dọn dẹp, lau quét đủ thứ. Chớ đi làm về mình tưởng chỉ có mình mệt thôi sao? Chúng ta phải bình tĩnh, sáng suốt, trầm lắng sâu sắc một chút để nhận chân được thực tại của cuộc sống, rồi mình sẽ sống tốt hơn, đúng nghĩa hơn. Chứ đừng để những tư tưởng lừa gạt chính mình, rồi đưa ra những quyết đoán sai lầm đáng tiếc. Ai cũng cho mình đúng hết mới phát sinh ra cãi lộn. Còn nếu có một người khiêm tốn chịu nhận sai về mình thì gia đình sẽ đầm ấm hạnh phúc bên nhau. Chính vì lẽ đó nên gọi là cãi lộn, là cãi không trúng. Phải cãi đúng thì cũng được, còn đây là cãi lộn. Cãi lộn rồi vậy mà cũng cãi cho bằng được mới thôi. Cuối cùng cả hai đều khổ, còn cái trong nhà cũng bị khổ lây luôn. Thế rồi nhà mình trở thành địa ngục hồi nào không hay. Đó chính là địa ngục thiết thực nhất, chứ không phải địa ngục ở dưới lòng đất mà lâu nay chúng ta hay tưởng tượng. Một khía cạnh nữa là khi chúng ta đi đến những chùa khác, nhất là khi vào bếp rảnh rang mà ngồi năm ba người lặt rau, lúc ấy nói lý đạo chừng 5 phút thôi, sau đó toàn là nói lý đời. Thế nên từ nay về sau, khi đến chùa nào hay đạo tràng nào nên phải bình tĩnh và bình tĩnh. Bình tĩnh thì nhìn thấy sự sáng suốt của cuộc sống, bình tĩnh là sự thanh tịnh của nội tâm. Lúc ấy chúng ta sẽ cảm nhận được cuộc sống này không có cái gì hoàn toàn đúng hết, cũng không có cái gì hoàn toàn sai hết. Đó chính là tư lương mà mình sẽ mang theo đi suốt cuộc hành trình dài vô tận trong những kiếp lai sinh. Bây giờ quý vị nào nói mình đã hiểu mình rồi, giơ tay lên coi. Mình là gì, biết không? Đôi dép này là của mình, dây chuyền này là của mình, phải không? Cái tủ này là của mình, vân vân. Vậy là cái gì cũng của mình hết. Mà không biết mình là gì thì thật sự mình hiểu mình chưa? Chưa hiểu mình, chưa thật sự hiểu mình, mà chỉ hiểu mình trong một khía cạnh nào đó. Vậy thì sao? Làm sao để tu đây? Có phải cái thân tứ đại này là mình không? Phải không? Vậy mình là gì? Mình là cái suy nghĩ này phải không? Cũng không phải. Mình cũng chẳng phải tứ đại này, mà cũng chẳng rời cái tứ đại này. Mình cũng chẳng phải là cái ngũ quẩn này, mình cũng chẳng rời cái ngũ quẩn này. Ngoài cái thân này, cái gì là mình? Như vậy là phủ định cái định nghĩa mình, phủ định cái ta mà bấy lâu nay mình cho nó là mình. Nếu không có thân tứ đại này thì làm sao tu đây? Mà nói mình tu là cái gì tu? Vậy tâm là mình phải không? Như vậy cái gì là mình? Trong kinh Bát Nhã phá chấp ngũ quẩn hết rồi. Như vậy mình cũng chẳng phải là thân này, mà mình cũng chính là thân này. Vậy thì mình hay ta chỉ là tạm đặt tên thôi, chứ đâu có thật. Cho nên hiểu, ta không là gì cả, đó chính là hiểu được ta. Bây giờ ai có lỡ chửi hay nói nặng mình cái gì, hoặc vu oan cái gì, hay nói xấu mình cái gì, chúng ta phải nên nhớ câu thần chú gì để đối trị với những phiền não đó. Tên tức chẳng phải là tên, mình chẳng phải là mình mà tạm gọi là mình thôi. Họ chỉ nhằm vào ngũ quẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức, tứ đại
đất nước, gió lửa này thôi. Vì vậy, chửi ta tức chẳng phải là chửi ta, mà tạm gọi là chửi ta vậy thôi. Tiếng chửi đó cũng tức là không khí phà ra từ miệng thôi. Nếu mà chấp trước thì cho tiếng chửi đó là thật, thì ngay đây không tức là chửi. Âm thanh đó chỉ là một lời nói, một hơi thở phà ra từ miệng, do miệng lưỡi, bôi răng, thanh quản vân vân kết hợp lại mà thành. Nhưng nếu không biết tu, liền cho nó là thật, sân giận lên là phiền não rồi đó. Mai mốt đến nhà tôi sẽ trả đũa cho biết. Dám nói xấu sau lưng tôi hả? Tôi nghe hết rồi. Một hơi thở nhẹ nhàng thôi mà nó đã làm cho tâm con người trở nên xa cách nhau vạn dặm. Thiền sư Phật Ấn và tôi Đông Pha là hai người bạn thân có duyên tiền kiếp rất thâm tình. Hai người thường tới lui đàm luận Phật Pháp. Một hôm, ngài tôi Đông Pha làm một bài thơ, sai người hầu gửi qua sông cho thiền sư Phật Ấn ở bên chùa. Trong bài thơ đó có bốn câu: Khể thủ thiên trung thiên, hào quang chiếu đại thiên, bát phong suy bất động, đoan tọa tử kim liên. Tạm dịch: Đế đầu lễ chư Phật, hào quang khắp đại thiên, bát phong thổi chẳng động, ngồi vững trên kim liên. Ý của tôi Đông Pha nói với thiền sư Phật Ấn là tôi đã tu hành đến bát phong suy bất động rồi. Thiền sư Phật Ấn mới nhìn qua liền cười và viết đáp lại hai chữ đánh rắm. Xong, nhờ anh chèo thuyền qua sông bảo: Đem thư này về đưa lại cho ngài tôi Đông Pha giùm ta. Khi đem thư về, ngài tôi Đông Pha vừa mở ra thì sân giận, mặt mày nóng đỏ lên. Tôi Đông Pha giận quá nói: Hồi nào tới giờ mình với ổng là bạn bè thân thiết với nhau, luôn bàn luận đạo lý với nhau, mà bây giờ mình trình sở ngộ của mình cho ông ta biết, ông ta lại ghi hai chữ rất thầm tệ như vậy. Thế rồi xuống thuyền kêu người hầu chèo thuyền qua gấp bên chùa đó gặp ngài Phật Ấn, hỏi cho ra lẽ mới được. Đến nơi tôi Đông Pha hỏi: Tại sao ông lại chê bai tôi thậm tệ như vậy? Thiền sư Phật Ấn cười: Ông nói bát phong thổi không động, mà chỉ có một cơn gió nhẹ thôi mà đã thổi ông bay từ bên kia sông qua bên đây sông rồi. Nói chưa ra lời, chỉ là một chữ viết thôi mà còn vậy đó. Qua câu chuyện ngắn gọn cho chúng ta hiểu rằng lời nói chỉ là một hơi thở thôi. Sau này người nào đó có vô tình nói nặng lời thì mình phải hiểu là lời nói tức là không nhé. Nếu ai nói lời nói nặng tôi thì đem cân thử xem lời nói đó nặng bao nhiêu ký, có ai cân được không? Nếu không cân được sao chấp trước làm gì cho vướng bận khó tu. Cho nên trong cuộc sống này chúng ta may mắn lắm mới gặp được Phật Pháp, mới có một cái nhìn đúng lẽ thật, thẩm thấu lời nói của thế nhân, ứng xử sao cho hợp lẽ đạo. Đó gọi là chánh kiến. Còn tà kiến thì sao? Thôi, thầy nói gì nói, mà giờ con khổ quá, thầy phải cầu nguyện cho con được hết bệnh. Con đang bệnh khó chịu quá, thầy cầu cho con hết bệnh, con mới tin, con mới đi chùa. Hoặc là thầy chú nguyện vô ly nước, con uống cho hết bệnh, con mới nghe lời thầy. Đó chính là tà kiến. Hồi đó quý thầy dẫn phái đoàn đi chùa ở Sóc Trăng, thì gần bên chùa có một cái miếu bà. Đoàn đi khoảng mười mấy người, vào chùa lễ Phật xong ra thấy thiếu mất mấy người không biết đi đâu. Mà thiếu sót này không phải bị kẹt trong toilet, mà là len lén đi vô xá xá, cầm ống xăm lắc lắc nghe rỗng rẽn. Lúc đó thầy cười nói: Tội nghiệp chúng sinh quá. Quý vị thấy không, đi theo quý thầy mà còn như thế. Những vị đó thiếu may mắn, không lãnh ngộ được ý nghĩa chánh kiến như quý vị đây, cho nên đi vào con đường tà kiến, để rồi đến trước Phật mà chẳng thấy Phật đi đâu. Nếu kiếp này không chịu hồi đầu thì đời đời mãi mê xa tích. Bởi vậy Đức Phật dạy: Người tu mà không biết ứng dụng những giáo lý vào cuộc sống thì giống như cái muỗng bút canh thôi. Tuy nó nằm trong bát canh, nhưng nó không nếm được mùi vị của bát canh đó ngon dở như thế nào, chua ngọt ra sao. Nó vẫn chỉ là cái muỗng vô tri mà thôi. Mình đến với đạo Phật, nghe biết chánh kiến rồi, khi về nhà cũng len lén đi xin xăm, coi tướng, coi bói, vân vân. Mình mà như thế là giống muỗng mút canh rồi đó.
Cho nên chúng ta phải xác định lập trường cho vững chắc, đừng để bị ngoại duyên chi phối, rồi thì sẽ trầm luân đau khổ. Đời này tà kiến, mà cứ chạy theo tà kiến thì lâu ngày thành nghiệp tà kiến. Mà nghiệp tà kiến này tức là thói quen hư ngụy hình thành nên. Thường cái gì là thói quen được gọi là nghiệp. Quân tập quen rồi, nó có sức mạnh cuốn lôi ta thì gọi là nghiệp lực. Đến khi cần tử nghiệp đến, nghĩa là mình sắp chết, thì lúc đó nghiệp nào ta tạo nhiều thì nghiệp đó nó sẽ dẫn mình đi tái sinh sang kiếp sau. Thí dụ kiếp này chúng ta tạo nghiệp thiện, nghiệp chánh kiến, nghiệp giới định tuệ nhiều thì sẽ có sức mạnh lớn. Khi cần tử nghiệp tới, không cần thầy nào tới tụng kinh gì cả, mình cũng tái sanh theo nghiệp thiện của mình mà thôi. Vẫn tươi cười mà ra đi trong thoải mái, an lạc nhẹ nhàng, khỏi cần tốn tiền mướn thầy cúng. Bây giờ mình biết rồi thì phải quyết tâm chuyển hóa nó đi vào con đường chánh kiến, không bị lạc lối nữa. Cuộc sống mong manh trong kiếp luân hồi này không thể xem thường được. Hôm nay nghe được giáo pháp thì phải chuyên tâm thực hành, đừng để qua xuông vô ích. Thiền sư Quy Sơ Linh Hữu dạy: một mai bệnh nặng nằm trên giường, các khổ quay quanh bức bách, sớm tối lo nghĩ, trong lòng sợ sệt bồi hồi, đường ở phía trước mịt mờ, chẳng biết về đâu. Đến đây mới biết hối hận, đợi đến lúc khát nước mới đào giếng, làm việc kịp nữa. Tự hận sớm chẳng chịu tu, đến tuổi xế chiều xin nhiều điều tội lỗi. Khi sắp ra đi thì sự sống tan rã nhanh chóng, nên sợ hãi kinh hoàng. Giống như lụa lũng thì chim sẻ bay ra, thân chết rồi thì tâm thức đi theo nghiệp tạo. Như kẻ thiếu nợ, ai mạnh trước đòi, tâm tạo nhiều nghiệp, nặng đâu rơi đó. Quỷ vô thường giết người không ngừng trong mỗi niệm, mạng sống chẳng thể kéo dài, thời gian không thể chờ đợi. Ba cõi trời người nếu chưa thoát khỏi được thì cứ như thế mà thọ thân mãi mãi, số kiếp chẳng thể tính bàn. Ngài đã nhắc nhở cho chúng sinh tha thiết kiến tu, nhưng ngặt nỗi đời này cách thánh lâu xa, chúng sinh phần nhiều giải đãi, thật đáng thương thay. Tuy nhiên như thế, Đức Phật rất từ bi, mở bày ra nhiều phương tiện cho những chúng sinh hữu duyên. Đó chính là phương thức sám hối nghiệp chướng cho những người lỡ tạo nghiệp ác rồi, mà nếu ăn năn cũng có chỗ hồi đầu. Thời Phật còn tại thế, tại thành Đức Xoa Tỳ La, có một mỹ nữ sắc nước hương trời tên là Liên Hoa Sắc, còn một trưởng giả vô cùng sang giàu. Lúc lên 16 tuổi, Liên Hoa Sắc lấy chồng. Sau thời gian chung sống với chồng, Liên Hoa Sắc sinh một bé gái. Nhưng cảnh đời trớ trêu, cha chồng chết sớm, mẹ chồng còn xinh đẹp, sinh lý còn cường thịnh, bà dụ dỗ chồng của Liên Hoa Sắc vào con đường mất hết đạo lý. Bà còn đối xử tệ bạc với Liên Hoa Sắc, đúng là mẹ chồng nàng dâu theo thường tình. Bà cấm Liên Hoa Sắc không tiếp xúc nhiều với con bà, và xem Liên Hoa Sắc không khác hầu thiếp của bà. Cuộc sống của Liên Hoa Sắc không khác một tớ gái trong gia đình. Quá buồn tình, uất ức cùng độ, Liên Hoa Sắc trốn nhà ra đi, bỏ con lại cho chồng, và cũng không dám trở về với gia đình cha mẹ. Lang thang đó đây kiếm kế sinh nhai. Sau mấy năm ổn định lại được tinh thần, hương sắc phục hồi, gái một con trong mòn con mắt. Liên Hoa Sắc tái giá với một thương gia giàu có. Vì sự nghiệp buôn bán ngược xuôi, chồng Liên Hoa Sắc ít có ở nhà. Nhờ có tay thương mại, chồng của Liên Hoa Sắc làm ăn ngày một phát đạt thịnh vượng. Một hôm từ thành Đức Xoa Thi Loa trở về nhà, thương gia dẫn về một nàng hầu trẻ đẹp. Để tránh xáo trộn trong gia đình, thương gia tàu một biệt thự riêng để nàng cư ngụ. Nhiều đêm, thương gia lấy lý do giao tế thăm viếng bạn bè, tính kế làm ăn để đến nhà riêng ăn ở với nàng hầu. Nghe bà con làng sớm xì xầm, Liên Hoa Sắc để tâm theo dõi. Về sau, Liên Hoa Sắc tìm được nhà riêng của chồng nơi thu giấu nàng hầu. Và một chiều hôm Liên Hoa Sắc lên cơn thịnh nộ, đi bắt ghen kẻ cướp chồng mình. Khi đột nhập vào ngôi nhà riêng của chồng, bắt gặp hai người đang tâm tình. Nhưng than ôi, nàng hầu của chồng chính là con gái mình của đời chồng trước. Tâm hồn bấn loạn, Liên Hoa Sắc ngã ra bất tỉnh.
Khi tỉnh lại, lòng miên man suy nghĩ, chẳng rõ vì nghiệp báo gì kỳ quặc đến thế. Vì trước đó, bà già cướp chồng, nay chồng lại ăn ở với con gái. Mình biết xưng hô bằng cách nào cho phải đạo lý luân thường. Cuộc đời còn gì là ý nghĩa? Chán nản thế thái nhân tình, Liên Hoa Sắc quyết đi làm cái điếm để phá hoại gia thất của các chàng Sở Khanh. Các bộ đàn bà có báo hoàng thư, mặt khác để mua vui và quên hết quá khứ thê thảm. Vì quá uất hận, Liên Hoa Sắc không phải chỉ chọc phá người thế tục mà muốn thử thách kêu chọc các nhà đạo sĩ nữa. Một hôm, Liên Hoa Sắc đến ẩn nấp trong một hoa viên nằm trên con đường Mục Kiền Liên thường đi qua vào sáng sớm. Khi Mục Kiền Liên đi du hóa đến cổng hoa viên, Liên Hoa Sắc đón đường ra chọc ghẹo. Nhờ có đạo lực cao, biết đó là một cái điếm lẳng lơ định mê hoặc mình, Mục Kiền Liên dừng lại từ tốn hỏi thăm và quyết tâm thuyết phục người dâm nữ trở về nẻo thiện. Mục Kiền Liên nói với Liên Hoa Sắc: hình dáng diện mạo của cô thật xinh đẹp, phục sức thật vô cùng lộng lẫy, đến nỗi nào cô không thể kiếm được một tấm chồng giàu đẹp có địa vị trong xã hội mà lại đi vào con đường dơ quế như thế này. Cô đã lún xuống bùn dơ, cô càng dùng dẫy thì càng lún sâu thêm nữa. Cô chọc phá đời người, cô tội lỗi biết chừng nào. Biết không thể khuynh đảo được đạo sĩ, Liên Hoa Sắc trình bày với Mục Kiền Liên tất cả tâm sự ngày trước. Nước mắt càng chảy và thưa: thưa đạo sĩ, với hoàn cảnh của tôi tất là quái văn, khiến tôi phải tan nát cuộc đời, tạo nhiều lỗi lầm. Giờ đây biết lấy gì chuộc nổi? Mục Kiền Liên an ủi dỗ dành cô Liên Hoa Sắc: con người khi đã ngã xuống đất thì phải biết chống đất mà đứng lên. Thua keo này thì bài keo khác, miễn có ý chí thì sẽ vượt qua tất cả. Còn nếu cô đã lỡ lầm, tạo nhiều tội lỗi thì hãy thành tâm sám hối. Ở đời có hai hạng người mạnh nhất, đó là người không tạo ra tội. Người có tội lỗi liền biết hối cải sửa mình. Muốn sạch, hãy lấy nước mà rửa. Nước đầy tràn sâu rạch, dù dơ đến đâu, khi chảy ra ngoài biển cả, đều trở thành trong biết. Tâm hồn của cô bất định, thì hãy đem Phật Pháp mà tẩy rửa. Đức Phật có 84.000 pháp môn, rất khế lý khế cơ. Con người có thể tùy theo hoàn cảnh khả năng để chọn pháp môn tu tập. Mọi chúng sinh đều có Phật tánh trong tâm, dù phiền não lỗi lầm che khuất bao nhiêu lớp, có quyết tâm đều sẽ chùi sạch để giác ngộ giải thoát. Cô có thể tháp tùng theo tôi đến trước Phật cầu pháp sám hối, tu tập theo con đường chánh đạo. Đúng là mê nhất kiếp, ngộ nhất thời. Qua lời giải thích an ủi đạo lý của tôn giả, Liên Hoa Sắc tỉnh ngộ, nét mặt trở lại tươi tỉnh, xin đi theo Mục Kiền Liên và bái yết Phật. Liên Hoa Sắc được Phật cho phép xuất gia, trở thành tỳ kheo ni gương mẫu, và về sau Liên Hoa Sắc chứng quả A La Hán và trở thành vị tỳ kheo ni có thần thông đệ nhất. Trên đời này ai mà không có lỗi lầm? Chúng ta là những người còn đang tu thì làm sao tránh khỏi những sai sót? Điều quan trọng là mình phải dám cương quyết vượt lên chính mình, thắng chính mình, sửa đổi những lỗi lầm mà khi mê chúng ta lỡ gây tạo. Ý nghĩa sám hối rất sâu xa. Người phạm tội lỗi giống như một ly thuốc độc, nếu biết ăn năn hối cải cũng giống như hàng ngày cho vào ly thuốc độc đó những dòng nước tinh khiết trong sạch. Đến một ngày, một tháng, một năm, hai năm, ba năm, vân vân, thì ly thuốc độc đó sẽ không còn nữa, và chúng ta có thể cầm ly nước đó uống mà vẫn không chết. Đó chính là công năng của việc thành tâm sám hối. Tùy theo mức độ nặng nhẹ mà sám hối có kết quả nhanh hay chậm. Con người sống trên đời này thường hay đi tìm hoàn hảo và hạnh phúc, nhưng đâu biết rằng hạnh phúc ở ngay xung quanh ta, luôn hiện hữu gần xa trên thế gian này. Cũng vậy, muốn tìm giác ngộ và an lạc của tự tâm, các bạn đừng tìm kiếm ở chân trời gốc bể xa tích nào cả, mà hãy xoay về thực tại, xoay về bản tâm của chính mình. Lòng thường thương xót mọi người, buông bớt các duyên, siêng tu giới định tuệ,
Khi đủ duyên, sẽ cảm nhận được chân lý thâm sâu vi diệu của vũ trụ vạn hữu ở từng bước chân của chúng ta. Trong cuộc đời này, buồn vui, thành bại của một người không phải là do người khác đem lại, mà là do chính bản thân mình có cái nhìn tích cực hay không. Nếu nhìn thế giới bằng ánh mắt bi quan, thì thế giới sẽ ảm đạm. Nếu nhìn thế giới bằng con mắt lạc quan, chúng ta sẽ thấy thế giới đầy hạnh phúc và có rất nhiều điều đáng để cho ta học hỏi. Sự thật, buồn vui hay đau khổ vốn dĩ không có ranh giới phân biệt rõ rệt, mà chỉ do sự cảm nhận trong lòng bạn mà thôi. Khi các bạn đến với cõi đời này chỉ là hai bàn tay trắng, khi ra đi cũng vậy mà thôi. Nếu chúng ta sống có hạnh phúc và đem hạnh phúc ấy chia sẻ cho nhiều người, thì khi ra đi ta sẽ được an lạc. Nếu ta sống không có ý nghĩa và đem lại nỗi buồn cho mọi người, thì khi ra đi ta sẽ đau khổ. Sự chọn lựa xin dành cho các bạn. Tôi hy vọng 101 đóa hoa tươi thắm này mãi mãi đồng hành cùng các bạn và sẽ làm cho tình người thắm đượm thêm, lòng người sẽ ấm lại hơn, khoảng cách giữa con người với nhau cũng gần gũi hơn. Cay đắng sẽ thay thế bằng những giọt nước cam lồ vi diệu, làm ngọn hải đăng soi đường cho nhân thế. Chúc các bạn lúc nào nụ hoa giác đều nở trọn vẹn trong tâm. Xin đem chút lòng thành này trang trải cho tất cả những người bạn trên thế giới. Mùa hạ năm Tân Mão 2011, Cẩn Bút, Pháp Chân Tử. 1. Có 5 điều không phải mà mỗi người phải nên ghi nhớ. Có thầy tổ mà chẳng chịu thờ kính, lại muốn các đệ tử phải thờ kính mình, đó là điều không phải thứ nhất. Có cha mẹ mà chẳng biết hiếu thảo, lại muốn con cháu hiếu thảo với mình, đó là điều không phải thứ hai. Có anh chị mà không biết kính nhường, lại muốn các em phải kính nhường mình, đó là điều không phải thứ ba. Có bạc vàng tiền của mà đời này không chịu bố thí cúng dường, lại muốn đời sau giàu có, đó là điều không phải thứ tư. Những việc đạo đức lương thiện ở đời không chịu làm, mà muốn cuộc sống mình phải an lạc, hạnh phúc, đó là điều không phải thứ năm. 2. Tài, sắc, danh, thực, thủy là năm thứ dục lạc hay làm cho chúng sinh trầm luân trong sinh tử. Nếu ai làm chủ được những thứ đó thì gọi là người trí, còn nếu bị nó nhận chìm thì là người ngu vậy. 3. Núi dù cao cho mấy cũng có đỉnh, khó khăn dù lớn cho mấy cũng có giới hạn, mà tiềm lực của mỗi người thì vô hạn. Chỉ cần chúng ta có ý chí lạc quan, kiên nhẫn, rồi sẽ có một ngày những khó khăn trong cuộc sống sẽ cúi đầu. Trên thế gian này không có việc gì khó, chỉ cần có tư tưởng tích cực, thành tâm hướng thiện và phải chiến thắng chính mình, thì sẽ chiến thắng tất cả những gì đến và đi trong cuộc đời này. 4. Người trí hành xử trong cuộc sống cũng giống như nước vậy, tùy duyên mà bất biến. Muốn tròn, muốn dài gì cũng được, có khi lên trời xuống biển, có khi ở chỗ tanh hôi, có khi ở chỗ tinh khiết, khi làm nát đá dở bờ, có khi quá làm mây bay gió thoảng. Nước mềm mà không yếu, mạnh mà không cứng, chỉ có bậc trí với nhau mới thông cảm mà thôi. 5. Trong cuộc sống này, chúng ta thực sự cần có một trái tim biết yêu thương và có một thái độ điềm đạm, khoan dung độ lượng, được ươm mầm bởi tình yêu thương vô ngã. Được như vậy, thế giới này mới trở nên tốt đẹp hơn. Một khi đóa hoa tình thương thực sự khoe sắc trong mỗi một con người của chúng ta, thì mọi phiền muộn, tranh giành, hiểu lầm đều tan thành mây khói. 6. Cõi hồng trần này có rất nhiều người mải mê đuổi theo tiền bạc vật chất, cũng có rất nhiều người đắm chìm để tranh giành công danh và sự nghiệp không trong sáng. Thực ra điều này cũng không đáng trách.
Bởi lẽ con người rất khó thoát khỏi sự ràng buộc của công danh và lợi lộc. Điều quan trọng là chúng ta phải luôn có một trái tim yêu thương mọi người. Khi chúng ta có tình yêu thương và đồng thời không ngừng nỗ lực, thì bạn sẽ sớm tìm được sự thành công chân thật. 7. Đừng để những khó khăn đánh gục bạn, mà hãy kiên nhẫn, rồi bạn sẽ vượt qua tất cả những chông gai của cuộc đời. Đừng quên hy vọng, vì hy vọng cho bạn thêm sức mạnh để tồn tại ngay khi bạn đang bị bỏ rơi. Và đừng tự đánh mất niềm tin vào bản thân mình. Chỉ cần tin là bạn có thể làm được, và bạn sẽ có lý do để cố gắng thực hiện được những hoài bão của mình. 8. Bạn hãy thực tập thường xuyên mỉm cười với bất cứ những gì đến với bạn, cho dù đó là việc không như ý. Bạn hãy tập trải nghiệm cuộc sống hiện tại và nên tìm những người bạn trí âm thực sự để chia sẻ những lúc khó khăn. Vì cuộc đời này không phải là cuộc chạy đua, mà là một cuộc hành trình dài. Trong đó, bạn sẽ thấy và sẽ tìm được những việc làm và những thời khắc ý nghĩa nhất của đời bạn. 9. Có 3 điều trong cuộc đời này mà một khi đã đi qua rồi sẽ không lấy lại được. Đó là thời gian, lời nói và cơ hội. 3 điều trong đời bạn không được đánh mất, đó là sự thanh thản, niềm hy vọng và lòng trung thực. 3 thứ trong đời không bao giờ bền vững, đó là giấc mơ, danh vọng và tài sản. 3 điều làm nên một con người tốt, đó là siêng năng, chân thành và đạo đức. Có 3 điều làm hư hỏng bản thân của chúng ta, đó là tự điếm, tự cao tự đại và giận dữ. 10. Hạnh phúc chân chính của con người không phải chỉ dựa vào việc tế lễ, cúng lạy, giáng sinh trời Phật thần thánh, mà chúng ta có được hạnh phúc là do biết quan tâm, chia sẻ, yêu thương với tất cả mọi người, biết suy nghĩ giúp đỡ đến người khác. Được như thế thì niềm hạnh phúc sẽ tăng lên với chúng ta. Khi đó ta thấy người hạnh phúc thì lòng mình cũng vui vẻ và hạnh phúc theo. 11. Điều quan trọng và ý nghĩa nhất trong cuộc đời của mỗi con người chúng ta là suy nghĩ thiện và làm việc thiện. Mọi hành động phải xuất phát từ tấm lòng nhân từ và tình yêu thương vô điều kiện. Khi ta có sự yêu thương và hành thiện đúng cách, tuy chúng ta không cần được báo đáp, nhưng có thể vào những khoảnh khắc nào đó trong tương lai, ta sẽ nhận được món quà quý báu do cuộc sống ban tặng. 12. Lý đạo thật cao thâm. Không có một trái tim bình thản, an tịnh thì không thể nào thành tựu được. Trong cuộc sống hiện tại cũng không ngoại lệ. Cho dù chúng ta làm gì, đều không nên thô lỗ. Nếu không, ta sẽ khó hoàn thành xuất sắc công việc mà ta muốn thực hiện. 13. Dù gặp chuyện buồn hay vui, người lạc quan và hiểu được đạo lý luôn đối mặt bằng thái độ điềm tĩnh. Sự việc trong cuộc sống rất phức tạp, thiên biến vạn hóa, rất khó có thể nói là đúng, sai hay vui, buồn tuyệt đối được, mà là quả phúc bổ sung cho nhau. Trong một điều kiện nhất định nào đó, quả phúc quán đổi cho nhau. Như vậy, người luôn bình tâm xử trí mới là người thấy rõ chân lý của cuộc sống. 14. Việc làm, lời nói và ý nghĩ của mỗi người ở thế gian, chư thần đều biết rõ. Đức cho rằng những việc làm và ý nghĩ thiện lành hay đen tối của mình mà không ai hay biết, rồi cứ làm tự do, đó là điều sai lầm rất lớn. Việc làm thiện hay ác gì rồi cũng sẽ có quả báo, chỉ đến sớm hay muộn mà thôi. 15. Đời người có trăm vạn hạnh đức, nhưng hạnh hiếu là đứng đầu. Chân tay lười biếng, không có tương lai, chẳng lo cho cha mẹ là tội bất hiếu thứ nhất. Say mê cờ bạc, hút sách rượu chè, không nghĩ đến cha mẹ là tội bất hiếu thứ hai. Ham tiền của, chỉ lo vợ con, chẳng đói hoài đến cha mẹ là tội bất hiếu thứ ba. Chỉ thích làm cho vui tai, sướng mắt,
rồi để cho cha mẹ phải mang lụy phiền, là tội bất hiếu thứ tư. Ham sức mạnh, thích gây gỗ đánh nhau, gieo tai tiếng xấu cho cha mẹ, đó là tội bất hiếu thứ năm. 16. Đối mặt với những khó khăn, chúng ta không nên lùi bước. Chỉ có việc tích cực tiến lên mới đủ sức mạnh giúp ta tìm ra con đường tươi sáng, thoát khỏi cảnh tuyệt vọng. Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền mà thôi. 17. Trong công việc hàng ngày, có khi mỗi người chúng ta gặp phải sự lãnh đạm, giễu cợt hoặc bị ghen ghét đố kỵ. Điều quan trọng là bạn phải nhận thức rõ bản thân và lập trường của chính mình. Đừng để bị quật ngã bởi những lời đồn đại chế giễu. Phải lấy thực lực để chứng minh năng lực của mình. 18. Chúng ta chưa phải là Phật hay Bồ Tát thì chắc hẳn ít nhiều gì cũng có những lỗi lầm. Chúng ta còn chưa hết lỗi lầm, tại sao bắt mọi người phải toàn thiện cơ chứ? Do đó, bạn phải mở rộng lòng khoan dung với mọi người xung quanh ta, để cho cuộc sống này tươi đẹp hơn. Khi đóa hoa khoan dung và độ lượng nở rộ trong lòng mỗi người, thì thế giới trở nên xanh tươi. Những phiền não tranh chấp sai lầm của trần thế dần dần sẽ tan biến. 19. Những người tàn tật thường mang mặc cảm tự ti, hay người nghèo nàn đối khổ cũng như vậy. Chúng ta hãy dang tay mở rộng lòng từ bi, chia sẻ tình yêu thương, và phải rất tế nhị mới mong xóa được những mặc cảm đó. Được như vậy, tình người sẽ thấm đượm hơn, nụ cười sẽ hòa quyện vào cõi sống, để cho cõi trần lụy này dời đi niềm đau và nỗi khổ. 20. Trong thế gian này, các bậc cha mẹ đều có chung tình yêu thương con như nhau. Cha mẹ thà bỏ thân mạng mình để bảo vệ cho con cái, đó chính là niềm hy vọng con của mình khỏe mạnh, trưởng thành, đạo đức, tương lai sẽ là người hữu ích cho xã hội. Tình yêu thương sâu đậm này thật đáng trân quý biết bao. Chúng tôi mong rằng những người con trên thế gian này phải ý thức được điều đó. 21. Trong gia đình, tình yêu sẽ không được nuôi lớn bằng sự ngờ vực. Nếu như các bạn thật lòng yêu thương nhau, thì hãy để cho đối phương nhận được niềm tin ở bạn. Và bạn phải nên nhớ rằng, tình yêu thương chỉ có thể sở hữu, chứ không thể chiếm hữu. Cho dù bạn yêu như thế nào, cũng không có thể làm mất tự do của người mình yêu thương. Điều duy nhất bạn nên làm là tin tưởng và hãy thật tình với nhau, không lừa dối lẫn nhau. 22. Bậc đại trượng phu nên khoan dung với mọi người mà phải nghiêm túc với chính bản thân mình, và không nên lấy cái giỏi của mình mà trách cái dở của người khác, không nên lấy cái sở trường của mình mà trách cái sở đoản của người. Nếu kẻ dưới làm sai, ta nên lấy công tâm và nghĩa vụ của mình mà chỉ dạy cho họ, có như thế mới hợp với đạo vậy. 23. Có rất nhiều người lấy sức mạnh để chinh phục người khác, nhưng sẽ không bao giờ được lòng người khâm phục. Mà người ta phục là vì không đủ sức để chống lại được thôi. Còn nếu lấy đức độ để chinh phục người, thì mới được lòng người thật sự khâm phục. Các bậc cổ đức xưa nay thường lấy đức để chinh phục lòng người, là ý này vậy. 24. Nếu bạn đang ở ngã tư đường của cuộc sống, đang bị các khó khăn vây quanh, bạn cũng đừng oán trách số phận, vì đó chính là hậu quả của ta tạo ra trong nhiều kiếp. Bạn hãy tiếp nhận nó bằng thái độ lạc quan, một cái nhìn sáng suốt, một trái tim kiên nhẫn. Tôi chắc chắn với các bạn, sóng gió rồi cũng sẽ qua. Bạn sẽ gặt hái được thành công bằng tâm chân thành và nghị lực của chính bạn. 25. Không có con đường nào đi mà không đến, chỉ cần bạn kiên trì tiến bước. Đây là đạo lý dễ hiểu, khi gặp phải khó khăn cũng vậy. Không có việc khó nào mà không làm được. Trên thế giới này, không có vấn đề nào mà không giải quyết được. Bạn phải học cách tự chiến thắng chính mình, thì sẽ chiến thắng tất cả. 26. Người đời thường hay giấu cái hay của người khác, thì đó gọi là nhìn người,
còn nêu ra cái xấu của người để cho họ mất mặt, thì đó gọi là hằng dưỡng nhân. Cho nên phải biết kính trọng và mến mộ cái hay của người mới chính là mình hay vậy. Còn nếu moi móc cái xấu của người thì cũng chính như mình xấu vậy. 27. Khi nghe kẻ nói xấu hay chê trách, mình cũng đừng vội giận họ. Khi nghe người khen, mình cũng đừng vội mừng. Nếu nghe người nói xấu ai, cũng không nên hòa theo. Còn nghe người khen ai thì mình phải sinh tâm hoan hỷ, không được đố kỵ. Cổ nhân sự trí lúc nào cũng khoan thai và bình tĩnh, như vậy mới được người đời kính trọng, thanh danh lưu truyền kim cổ. 28. Lợi lộc quyền thế ái dục của thế gian giống như bọt nước, tựa hồ như mây nổi, chúng biến ảo vô thường, không thể nắm bắt trọn vẹn được. Nếu như chúng ta chỉ biết theo đuổi chúng mà không biết điểm dừng, thì tự bạn sẽ gặp đau khổ triền miên. Thế nên phải biết hiểu dục tri túc mới mong có được hạnh phúc lâu dài. 29. Trong đời sống hiện tại, người có vô số tiền bạc không nhất thiết là người hạnh phúc, và người rất nghèo nàn rách nát cũng không nhất thiết là người khổ sở. Hạnh phúc hay đau khổ, mấu chốt chính là do bạn nhìn nhận nó như thế nào. Có khi nghe một câu nói, người ta có thể vui trong suốt cuộc đời. Bạn đã có nghe được câu nói ý nghĩa nào để làm tư lương trong đời chưa? 30. Các bạn nên nhận rõ mục tiêu mà mình đã chọn. Bước vào cõi đời này bằng sự chánh kiến và lòng chân thành, rồi bạn hãy bền chí đi theo con đường mà mình đã chọn. Rồi có lúc bạn sẽ nhìn thấy ánh sáng chiếu rọi của sự thành công. Nên nói, tâm thành sở chí, kim thạch nhi khai là vậy. 31. Cuộc sống tất nhiên là có trở ngại, khó khăn, đau khổ, có khi bế tắc tất cả, hụt hẫng cô đơn. Nhưng bạn nên hiểu rằng, trên thế gian này, không chỉ riêng một mình bạn khổ đâu, mà còn rất nhiều người còn khổ hơn thế nữa. Đây không phải là lý do để chúng ta thoái lui. Người thực sự dũng cảm là người dám đi trên con đường gập ghềnh mà ít ai dám đi. Nhưng dù gặp gần tới đâu, cũng có khi bằng phẳng. Đau khổ đi qua rồi, hạnh phúc sẽ đến. Có đau khổ mới thấy được giá trị của hạnh phúc các bạn. 32. Mỗi người chúng ta đều như nhau cả. Nhưng một người nào đó có thể vượt qua người khác là nhờ tự mình đã chiến thắng được chính mình và chuyên tâm học tập, tự huấn luyện thuần thiện thân tâm của mình. Đồng thời phải có ý chí, quyết không từ bỏ nếu không đạt được mục đích. 33. Cuộc sống cần kiệm là của báo vô giá, dè dặt, cẩn thận là cánh cửa để giữ mình. Người giàu có nhiều tiền mà dùng không đúng chỗ thì sẽ hại lụy cho bản thân. Lòng tham dục nhiều thì sẽ làm hại đến tinh thần. Người xưa thường nói, không tham cầu còn hơn bố thí mà dụng lợi, dè dặt giữ mình còn hơn ăn chay mà làm điều bất thiện. 34. Làm người cần phải tập vững dưng với đủ thứ mùi đời của ngũ dục, tài, sắc, danh, thực, thủy thì mới tốt, và đừng nên định hót người giàu sang. Không ham lợi thì ít bị tai họa, biết nhường nhịn nhẫn nhục thì sẽ được bình yên. Siêng năng tắm gội thì thân mình sạch sẽ, ham chơi sa đọa thì sẽ sinh nhiều bệnh tật. Nên phải cố gắng học hỏi phẩm hạnh của nhân bậc hiền nhân. Đừng cho sự học là khó rồi không học, thì cả đời sẽ luống. 35. Chúng ta thà sống ngay thẳng mà nghèo khó, còn hơn làm việc xấu ác mà được giàu sang. Đạo đức mà nhiều hơn tiền tài thì phần nhiều là người quân tử. Tiền tài mà hơn đạo đức thì phần nhiều là hạng tiểu nhân. Chúng ta phải nên dè dặt. 36. Cha mẹ trên thế gian này thường hay để tiền bạc lại cho con cháu sau này lập nghiệp. Nhưng nếu người con không có đạo đức, thì tiền vàng đó không làm được gì cả, mà còn hệ lụy đến thân.
để sách lại cho con cháu chưa chắc con cháu đọc, để tiền bạc lại cho con cháu chưa chắc con cháu giữ được. Còn dạy đạo đức lại cho con cháu thì con cháu mới nhờ được dạy. 37. Làm phúc không bằng lánh tội, lánh họa không bằng sửa lỗi. Tự cho mình trí là không sáng, tự cho mình biết là không rõ. Muốn xét người, trước hãy xét mình. Mình nói xấu người là mình tự xấu. Lòng sạch thì tinh thần thông thả, miệng lưỡi dèm pha tự giết thân mình. 38. Trong đời sống, có thể bạn sẽ gặp nhiều đau khổ, bất hạnh hay tai nạn, vân vân. Khi đau khổ ập đến, nếu như đến cùng mà chúng ta không thể tránh được, tại sao ta không thay đổi cách nhìn? Hãy nhìn sự việc với một tâm thái khác, tâm thái hoàn toàn tích cực. Có khi chúng ta sẽ phát hiện ra trong bất hạnh có vận may, trong tuyệt vọng sẽ có hy vọng. Bạn hãy thử xem nào. 39. Tình thương và giàu có không phải tự nhiên từ trên trời rơi xuống được. Cũng vậy, muốn sống những ngày có hạnh phúc và vui vẻ thì phải dựa vào chính tấm lòng hướng thiện và đôi tay của chính mình. Nếu không như vậy, rồi lại cứ ngồi đó mua vé số cầu may mắn hoặc gian xin thần thánh, chẳng khác nào ôm cây đợi thỏ. Đó là người ngu vậy. Muốn thực hiện được ước mơ, bạn phải hành động với tâm chân thành thì mới mong biến giấc mơ trở thành hiện thực được. 40. Đức Phật và Đức Chúa được xem là hai người bạn thân thiết với nhau, nhưng mỗi vị có phương tiện giáo hóa chúng sinh khác nhau. Chúng ta sống trên thế gian này đều cùng thở chung một bầu khí quyển, cùng uống chung một dòng nước của đại dương. Tại sao phải phân chia giai cấp ta, người, thân, sơ mà không chịu nắm tay nhau để cùng nhau xây dựng một thế giới hòa bình, ấm no, hạnh phúc chứ? 41. Các bạn nghĩ xem, trước khi loài người xuất hiện trên thế gian này thì vũ trụ bao la này có ranh giới gì đâu. Nhưng về sau, lòng tham của con người ghê tởm đến nỗi có thể khiến cho thế giới chia cắt nước non như ngày hôm nay. Binh biến, tàn sát lẫn nhau, tranh giành quyền lợi. Nhưng thật đau xót khi biết rằng chúng ta chỉ sống được vài mươi năm. So sánh với người ở cõi trời thì thời gian ta sống chỉ bằng một bữa ăn của họ mà thôi. 42. Trong xã hội này, giữa con người với nhau, tuy rằng có rất nhiều sự khác biệt về hình thức bên ngoài, nhưng xét về lý tánh thì mỗi người đều bình đẳng và có khả năng thành Phật, sáng suốt như nhau. Trong lòng mỗi người luôn luôn có Phật hay Chúa hiện hữu, nhưng con người không biết là do chưa đủ duyên thể nghiệm được mà thôi. Một ngày nào đó, nếu bạn không còn những tạp niệm trong lòng, tất cả phiền não đều được hóa giải. Lúc đó sẽ không còn có ranh giới, sang hèn, cao thấp giữa con người với nhau nữa. Và khi ấy, tất nhiên là sẽ không còn chiến tranh nữa. 43. Có cơ hội báo thù những người đã hại bạn, nhưng bạn lại bỏ qua. Ngược lại, bạn còn dùng đức để báo oán, giúp kẻ thù của mình thoát khỏi hiểm họa và trở thành những người bạn thân. Tấm lòng khoan dung ấy mới chính là tấm lòng của người cao thượng vậy. 44. Cho dù trong bất cứ hoàn cảnh bi thương nào, bạn phải nên phấn đấu vươn lên, không đầu hàng trước số phận. Với ý chí và nghị lực đó mới có thể giúp cho người đầy tớ Cybersty trở thành một họa sĩ nổi tiếng nhất thế giới. Pele nhà nghèo
không đủ tiền mua nổi một trái bóng để đá, sau này trở thành một cầu thủ bóng đá nổi tiếng. Stallone hơn sau 1.300 lần xin việc, cuối cùng cũng thành công. Socrates, Newton, Einstein, vân vân, từ đau khổ cùng cực, các vị đã dũng mãnh không lùi bước mà quyết chí tiến lên và đã trở thành những nhà thiên tài cho nhân loại. 45. Trên con đường thành công không tồn tại hai chữ bỏ cuộc. Trong cuộc sống này, không có gì là không thể. Niềm tin trong trái tim mỗi con người sẽ tạo nên kỳ tích. Do đó, Chúa và Phật đã dạy, tìm sẽ gặp và đi sẽ đến. 46. Gần gũi với người hiền hay bạn lành giống như gần trầm hương. Lâu ngày, trầm hương sẽ thấm mùi hương lên thân thể bạn. Gần gũi người dữ hay bạn không tốt giống như gần cá ương, lâu ngày sẽ làm cho bạn hôi thối. Muốn biết bạn đó tốt hay xấu thì hãy gần gũi lâu ngày sẽ biết. Nếu người bạn mình đối với nhân, lễ, nghĩa, trí, tính tròn đủ và không bị tiền tài, sắc, dục, danh lợi, ăn uống sa đọa, lười biếng chi phối, vân vân, thì đó là bạn tốt. Bạn nên gần gũi để học hỏi. Nên biết, nếu gặp bạn tốt thì nên kết thân. Nếu không gặp được bạn tốt, thà không có bạn còn hơn. 47. Trên nhân thế, lòng người thật khó mà biết hết được. Quân tử kết bạn với nhau thì sướng vui cùng hưởng, hoạn nạn cùng chia. Tham giao với nhau cốt ở lòng chân tình, không vì giàu sang mà phụ bạn nghèo khó. Muốn biết được lòng người, hãy đem ngũ dục và bát phong lợi suy hủy dự xưng cơ khổ lạc để thử họ. Thế gian nhiều người tri âm khó gặp. 48. Người xưa nói, đắc văn thiện ngôn như hoạch kim châu bảo ngọc, nghĩa là nghe được lời nói hay của bậc hiền như được vàng ngọc châu báu. Có khi được một lời hay sẽ làm thay đổi cả cuộc đời mình. Cho nên chưa được học thì phải học, chưa được tốt thì phải tốt, chưa được hiền thì phải hiền. Không nên tự ti vì đó là tự phụ chính mình vậy. 49. Không có thế giới nào hoàn toàn là đau khổ hay hoàn toàn là hạnh phúc cả. Đau khổ là do hạnh phúc mà lập, hạnh phúc từ đau khổ mà có. Cuộc đời luôn tương đối, bạn đừng nên cứ mãi đứng núi này trong núi nọ để tìm kiếm một nơi hoàn toàn không đau khổ. Đó là tự tìm đến đau khổ mà thôi. Hạnh phúc luôn ở xung quanh ta. Nếu ta mở rộng tấm lòng bác ái vị tha, bao dung, độ lượng và thông cảm với mọi người, khi ấy bạn không cần cầu hạnh phúc mà hạnh phúc dẫn đến. Lúc đó là bạn đang ở thiên đường. Còn nếu hẹp hòi ích kỷ, đố kỵ, ghen tuông, sân si chấp ngã, thì chính khi ấy bạn đang ở trong địa ngục vậy. 50. Trong cuộc sống ngày nay, tình trạng cạnh tranh kinh tế ngày càng mãnh liệt. Mỗi người chúng ta đều phải đối đầu với mọi áp lực và công việc nặng nề. Nếu không kịp thời giảm bớt áp lực này, thì sẽ xảy ra hiện tượng tâm lý mất thăng bằng. Nó sẽ là sợi dây vô hình xiết cổ chúng ta. Để thoát khỏi tâm trạng lo lắng, âu sầu này, bạn phải biết học cách buông xả một số công việc không cần thiết mới có thể giữ được sự vui tươi trong tâm hồn, và mọi người được gần gũi mình cũng cảm thấy an lành, ấm áp hơn. 51. Bản thân cuộc sống có rất nhiều điều phiền não.
Nhưng nhờ từ trong đau khổ phiền não đó, ta mới hiểu được chân lý của cuộc đời. Trong khốn khổ, bạn mới thu thập được kinh nghiệm sống, trưởng thành hơn. Từ trong oán sầu, bạn sẽ đạt được nguồn suối vui tươi. Phải cố gắng vượt qua đau khổ, vượt qua chính mình. Tất cả đều nằm trong tầm giới của chúng ta. Không ai có thể thay đổi mình hơn là chính mình. Và cuộc đời phải do chính mình nếm trải. Một trái tim vui vẻ chỉ treo ở trước cổ thôi vẫn chưa đủ, mà phải đem nó cất giấu trong sâu thẳm tâm hồn mình mới được các bạn à. 52. Người hay tự mãn thì không học được những điều cao xa. Tự kiêu thì chính mình chẳng lớn. Không phải người hiền đức, nếu không đủ sức cảm hóa họ thì chớ gần. Đồ vật không phải nghĩa thì chớ lấy. Những điều không đáng chớ nên giận. Sự việc không cần thiết thì đừng nói. Cẩn thận thì không lo. Nhường nhịn thì không có tai họa. Bình tĩnh sáng suốt thì tâm thường yên. Cần kiệm thì thường đủ. Siêng năng học hỏi thì trí tuệ mới khai mở. Ham ngủ nhiều thì dễ ngu muội. Người sống phải biết dè chừng. Việc làm không nên thái hóa. Được vậy, cuộc đời ta sẽ tươi sáng và có ý nghĩa hơn. 53. Sở dĩ tấm gương sáng là vì nó không dính bụi bặm. Người tinh thần thanh tịnh là vì không bị những ham muốn tầm thường quyến rũ. Người nếu không giữ nề nếp nhỏ thì cuối cùng sẽ bị tổn hại đến đức lớn. Gặp việc thiện nhỏ chớ có bỏ qua. Thấy điều ác nhỏ thì chớ có làm. Giọt nước tuy nhỏ nhưng nhỏ hoài cũng đầy bình. Hàng kiến cũng có thể làm đổ vỡ con đê lớn. Một hạt bụi cũng có thể làm cho mắt ta không thấy đường. Thế nên, người biết lo xa là người luôn cẩn trọng và dè dặt thân, khẩu, ý của chính mình. 54. Có nhiều người thường nói với tôi, sau khi chúng tôi có tiền, có tình yêu, có danh vọng, thì phiền não của tôi lại đến càng nhiều. Tôi cười và bảo, vậy bạn muốn hạnh phúc phải không? Được, nếu muốn hạnh phúc vui vẻ, các bạn phải tập thay đổi quan niệm. Khi có tiền, phải nên bố thí. Tình yêu phải biết cách hiến dâng và hy sinh. Danh vọng phải nên phục vụ quần chúng. Sống như vậy, các bạn mới vui vẻ và hạnh phúc được. Thật vậy, những gì chúng ta muốn giữ lại thì hãy cho đi. Như thế, niềm vui và hạnh phúc sẽ còn mãi. Nam mô Bổn